Mến chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Minh Luật nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có kép chùm của anh chị em, một số dòng ghép nhiều màu siêu bông nha. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ngày mới nha. Kính chúc quý cô chú anh chị em mình trên kênh nhiều sức khỏe và sau đây mình sẽ gặp Luật nha. Rồi chào Luật. Rồi em chào anh Bác Phái. Hôm nay cũng lên là một clip hoa giấy anh phẩm cho anh chị mình chơi luôn. Rồi không làm mất thời gian thì lên một cặp mã số 1. Một cây rượu vang và một cây Red Pizza quý anh chị em. Dạ, này em đo thông số tới ngang được là 46 nè. Tổng chiều cao là 72. Cổ hoành ở đây được là hoành 7 hơn. Rồi, tiếp theo là cây thứ 2. Cây cũng được hai màu luôn chị mình đây. Một cặp rất là đồng ha. Rồi. Này tá ngang em đo được là 55 nè. Tổng chiều cao là 72. Hoành neo chỗ này em đo được là hoành 9 nè. Còn một cặp mã số 1 này xin lưu là 280 ngàn anh chị. 280 ngàn. Cặp mã số 1. Theo cặp mã số 2. Cây đang đóng búp với anh chị em. Tán ngang đo được là 40, tổng chiều cao 40. Hoành cổ cho nệm đo được là hoành 6. Cây thứ nhất là Red Pizza. Cây hai là ba màu anh chị. Đỏ lửa, tím cam lửa và trắng tiết. Này tán ngang đo được là 40, tổng chiều cao 40 luôn. Hoành neo cho nệm được là hoành 10. Một cặp này xin lưu lưu là 240 ngàn. 240 ngàn. Cặp mã số 2 ha. Một cặp được 5 màu, 4 màu anh chị em. 4-5 màu. Tiếp theo cặp tiếng Pháp. Này tháng em được là 48. Tổng chiều cao 52. Cổ hoành ở đây được là hoành 9 nè. Đang lên bức ha anh chị. Tiếp theo cây thứ hai. Này tán ngang rồi là 42, tổng chiều cao 48. Cổ hoành nó đem được là hoành 7 hơn. Rồi một cặp mã số 3 này xin lưu là 250k ha. 250k cặp số 3 tiếng Pháp. Tiếp theo. Đằng cặp số 4. Cam lửa, đỏ lửa, trắng tiết. Cây thứ nhất của anh chị em. Này tán ngang rồi 58, tổng chiều cao 58. Cổ hoành nó đem được là hoành 7. Tiếp theo cây thứ hai. Đỏ lửa, hồng tuyết, ruby tím lửa. Này tán ngang được là 56, tổng chiều cao là 68. Cổ hoành nó đem được là hoành 8 hơn. Còn cặp mã số 4 này xin lưu lưu là 280 ngàn ha. 280 ngàn, cặp mã số 4. Tiếp theo cặp mã số 5. Red Pizza của anh chị em. Này tán ngang được là 60, tổng chiều cao thì 48. Bỏ hoành nó đem được là hoành 10. Tiếp theo cây thứ 2. Cam lửa, ruby tím lửa. Này tán ngang được là 40, tổng chiều cao thì 42. Cổ hoành nó đem được là hoành 9. Rồi cặp mã số 5 này xin lưu là 240 ngàn ha. 240. 3 màu. Rồi tiếp theo. Mã số 6. Cây nhiều màu. Trắng tiết, tím siêu bông, hồng tiết, tím tiết. Sakura Black Can. Này ta nghe được là 72, tổng chiều cao 72 luôn. Cổ hoành nó đem được là hoành 20. Và mã số 6 này sẽ luôn luôn là 360k ha. Có cắm thạch cam nữa anh chị em. Dạ. 5 màu. Cây rất đẹp luôn. Dạ. Xin xuống, cây số 6. Tiếp theo là mã số 7. Kép 3 màu. Kép chùm 3 màu anh chị em. Trắng phớt hồng, màu vàng và màu hồng. Này tới nghe được 40, tổng chiều cao 70. Và neo chỗ này em được là hoành 12. Còn mã số 7 này sẽ lưu lưu là 250k. Được 3 màu. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Đây cây nhiều màu ha. Này tán nghe được là 59, tổng chiều cao là 85. Cổ hoành nó đem được là hoành 16. Còn mã số 8 này sẽ lưu lưu là 300k. Gồm có trắng tiết, tím pháp, đuôi cáo vàng, hồng gân, dưa hấu,
tím tuyết, 5-6 màu quý anh chị em. À, số 8. Tiếp theo là mã số 9. Tiếp pháp lá cẩm thạch. Một cốt à, lên chia hai thân, đế quái quý anh chị em. Này ta ngang ra được là 65, tổng chiều cao thì 86. Cỏ hoành ở đây nó được là hoành 13. Và mã số 9 em xin lưu lưu là 340k. 340k mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Cây ba màu tuyết ha. Cây một cốt à. Tím tuyết, trắng tuyết và hồng tuyết quý anh chị em, ba dòng siêu bông. Mình ta nghe nó được 48, tổng chiều cao là 80 chẵn luôn. Cổ hoành nó đem nó được là hoành 11. Và mã số 10 này xin lưu lưu là 260k. Mã số 10. Tiếp theo mã số 11. Cây được 3-4 màu. Hồng tuyết, đỏ lửa, tím lửa. 3 màu. Này ta nghe được là 60 rồi. Tổng chiều cao là 55. Tuột rất là mập luôn chị em. Cổ hoành ở đây mang được là hoành 17. Và mã số 11 này xin lưu lưu là 260k. 260k mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Trắng tuyết, trắng mã lai, đỏ lửa. Ta nghe được là 55. Tổng chiều cao là 76. Cổ hoành ở đây mang được là hoành 15. Và mã số 12 này xin lưu lưu là 250k. Mã số 12. 3 màu. 3 màu. Tiếp theo mã số 13. Đây rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Trắng tuyết, tím pháp, red pizza, đuôi cáo vàng, rượu vang. Cái này được 5 màu ha. Người ta nghe rồi được là 55. Tổng chiều cao là 73. Cổ hoành ở đây nó được là hoành 13 hơn. Và mã số 13 này xin lưu lưu là 270k. Đế một rễ à, cuộn rất là quái anh chị em. Mã số 13. Tiếp theo mã số 14. Cây ngũ sắc thái ha. Ngũ sắc 5 màu thái anh chị em. Gồm màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, rất phức hồng trên cây nha. Anh này ta ngang không được được là 85. Tổng chiều cao mặt chậu lên là 93. Cổ hoành ở đây nó được là hoành 12. Rồi mã số 14 này xin lưu lưu là 330k. Mã số 14. Theo mã số 15. Gồm có trắng tuyết, hồng tuyết, red pizza. Này trong tháng em ra được là 58. Tổng chiều cao là 90. Cây một cốt anh chị em. Cổ hoành ở đây nó được là hoành 9. Rồi mã số 15 này xin lưu lưu là 250k. Mã số 15. Được 3 màu. Theo mã số 16. Cây này rất nhiều màu anh chị em. Red pizza, hồng tuyết, hồng gân, trắng tuyết, cáo vàng, tím pháp. 5-6 màu luôn. Người ta nghe em được là 60. Tổng chiều cao là 85. Cổ hoành em được là hoành 15. Rồi mã số 16 này xin lưu lưu là 280k. Mã số 16. Tiếp theo mã số 17. Một cây Adana đổi màu quý anh chị em. Này ta ngang được là 58. Tổng chiều cao là 72. Hoành neo chỗ này em được là hoành 15 hơn. Rồi mã số 17 này em xin lưu lưu là 270k. Mã số 17. Cây Adana. Theo mã số 18. Cây ba màu. Red pizza, rượu vang và trắng tuyết quý anh chị em. Ở đây được Petro luôn nè. 4 màu. 4 màu. Này tháng em được là 70. Tổng chiều cao là 70 luôn. Cổ hoành ở đây em được là hoành 10. Và mã số 18 này sẽ lưu lưu là 250k. Mã số 18. Mã số 19. Cây này được 5 màu ha. Trắng phớt hồng thái, hồng thái, cam thái, cam lửa, ruby tím lửa. Được 5 màu. Mình ta nghe em được là 75.
Tổng chiều cao mặt chậu lên là 85. Cổ hoành đã đem ra được là hoành 10. Và mã số 19 này xin lưu lưu là 260k. Mã số 19. Lửa và thái phối chung quý anh chị em. Rất đẹp luôn. Mã số 19. Tiếp theo mã số 20. Một màu hồng tiết á. Bên đây được màu hồng hiêm, hồng gân á. Hai màu. Cây đang sổ búp rồi. Tăng em ra được là 65, tổng chiều cao 65 luôn. Hoành eo cho này em ra được là hoành 10. Và mã số 20 này xin lưu lưu là 240k. 240k, mã số 10. Hồng gân và hồng tiết á. Dạ, hồng gân, hồng tiết. Mã số 21. Hai màu lửa. Đỏ lửa và cam lửa quý anh chị em. Tăng em ra được là 55, tổng chiều cao là 78. Cổ hoành nó đem ra được là hoành chiều dây là hoành 13. Còn mã số 21 thì lưu lưu là 220k. Hai màu lửa 220k. 21. Theo mã số 22. Một cây rượu vang quý anh chị em. Này tháng em ra được là 66, tổng chiều cao là 70. Cổ hoành anh đem ra được là hoành 13. Rồi mã số 22 này xin lưu lưu là 250k. Mã số 22. Theo mã số 23. Tím Pháp, tím trắng Mã Lai và tím Mã Lai quý anh chị em. Phôm tàn đặc. Này tháng em ra được là 75, tổng chiều cao 75 luôn. Cổ hoành đã đem ra được là hoành 12. Rồi mã số 23 này sẽ đưa ra là 260k. 260k, mã số 23. Theo mã số 24. Cây 3 màu luôn. Trắng tiết, tím tiết và rượu vang. Red Pizza. Người ta nghe được là 74. Tổng chiều cao thì 74 luôn. Màu này là Red Pizza nha quý anh chị. Hoành đã đem được là hoành 15. Còn mã số 24 này xin lưu lưu là 280k. 3 màu siêu bông. Dạ. Rồi hiện có 24 mã trên hết mã nào thì alo xem em. Cảm ơn Thái, cảm ơn chị xem clip của em. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Minh Lục nha.